eDragon Pro là ứng dụng giao dịch chứng khoán mới của dòng Việt, được ra mắt từ tháng 3 năm 2023 nhằm mang đến những trải nghiệm đầu tư tối ưu cho khách hàng. Sau gần nửa năm, ứng dụng đã thu hút hàng chục nghìn lượt tải, nhận được nhiều đánh giá tích cực cùng tỷ lệ người dùng hàng ngày lên đến 60%. eDragon Pro tích hợp đầy đủ các tính năng cho giao dịch chứng khoán cơ sở, phái sinh và trái phiếu, được thiết kế tối giản và sắp xếp thuận tiện, giúp nhà đầu tư lựa chọn sản phẩm giao dịch nhanh chóng và đặt lệnh dễ dàng. Nhà đầu tư cũng có thể cập nhật liên tục diễn biến thị trường với bảng giá trực quan trên eDragon Pro, đồng thời tra cứu thông tin giao dịch, tin tức cổ phiếu ngay trên ứng dụng. Cá nhân hóa giao diện cũng là một ưu điểm nổi bật của ứng dụng khi cho phép người dùng lựa chọn và sắp xếp các tính năng thường xuyên sử dụng, thay đổi bố cục hiển thị màn hình chính theo nhu cầu. Ngoài ra, người dùng còn có thể tùy chỉnh giao diện sáng, tối, light, dark mode, hoặc cài đặt theo mặc định của thiết bị. Điểm nhấn đặc biệt của eDragon Pro là danh mục cổ phiếu khuyến nghị tích hợp ngay trong ứng dụng. Cụ thể, danh mục cổ phiếu được dòng Việt chọn lọc và đưa ra các khuyến nghị mua, bán, tích lũy, kèm giá mục tiêu, được cập nhật thường xuyên để hỗ trợ nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu. Với eDragon Pro, nhà đầu tư có thể dễ dàng theo dõi hiệu quả danh mục, cập nhật lãi lỗ tức thời, báo cáo tài sản, hay khoe hiệu quả đầu tư của mỗi cổ phiếu đến bạn bè, người thân. Năm 2022, dòng Việt cũng đã được tạp chí CBAF vinh danh ở hạng mục nền tảng giao dịch tốt nhất Việt Nam nhờ cung cấp toàn diện các giải pháp tối ưu trong suốt hành trình đầu tư.